Chào tất cả các bạn, nay mình giới thiệu với các bạn sản phẩm đó chính là máy máy viên thuốc này, máy viên hoàn thuốc này ha. Cái mẫu máy này thì nó là viên 8 ly nha các bạn nhá. Nó này là viên 8 ly. Đây là 8 ly ha. Đấy, máy được nhập khẩu trực tiếp. Đấy, máy chuyên viên bột, viên cán bột nhá. Đấy, đây là hai trục lăn, là trục cán và trục ép này ha. Đấy, mình sau đó mình đây là bột này. Đây là bột. Đây là bột khoai này. Bột khoai này, các bạn có thể thấy bột khoai này. Rất là hơi dẻo thôi nhá. Bột khoai này là hơi dẻo ha. Đấy. Thế là mình chỉ chạy thử cho các bạn nhá. Bật máy lên đi. Đấy, sao các bạn nắn này ha. Nắn hơi ép này, ép tay này. Đấy, người ta đưa vào máy cán này, cán mỏng ra này, đẹp ra này, thấy chưa? Đấy. Đấy, ha. Đấy, sau khi cán được rồi thì đưa ngang ha. Đấy, ha. Đấy. Thôi, rồi. Ok, tạm thời thế này nhá ha. Ta lấy tạm một sợi đây này. Sợi này chưa đứt đi. Ha. Hơi đứt này. Đấy. Tiếp tục nhá. À, chúng ta bóc từng cái một nhá. Đây là mình mới làm thôi. Thôi ấy một tí ha. Rồi. Đấy, rồi ok được rồi đó. Còn nếu mà cái này mà nó ấy thì ta nắn lại tí. À. Nắn lại tí.